Channel mình là Remind và các bạn hãy quên đi những gì vừa diễn ra hồi nãy nha. Hôm nay tiếp nối những cái mà video về chuột rẻ giá rẻ cũng như gear giá rẻ của mình á, thì mình mang tới cho các bạn một combo gear bao gồm chuột và phím. Đây là con Logitech G102 White Edition và con Era EK387 Pro mà phiên bản Cherry Sweet. Và tại sao mình lại chọn combo này thì bây giờ chúng ta hãy vào video nhé. Và đầu tiên chúng ta hãy nói về con Logitech G102 White Edition này ha. Tại vì đây là một cái con mà mình cảm thấy là khá thích và mình đã ấn tượng khi mình sử dụng nó rồi. Và bên này là một số thông số để cho các bạn nào mà chưa biết về con G102 á, có thể đọc được. Nói về G102 thì đây là một con chuột đã có tiền sử cũng khá lâu rồi. Và đa phần ấy là nó chiếm được cái vị trí rất là cao trong lòng các bạn game thủ, những cái người mà chơi game á. Tại vì với giá thành rẻ của nó nè, rồi hiệu năng cũng cực tốt luôn, cũng đã được chứng minh qua rất là nhiều thời kỳ khác, nên là chúng ta cũng không cần phải gọi là thắc mắc quá nhiều về hiệu năng của nó rồi, đúng không? Mình sẽ nói sơ qua một xíu về kích thước cũng như là thiết kế của nó. Thì con này á, có ngoại hình thiết kế là thiết kế đối xứng, cũng như là kích thước của nó là chỉ có hơi nhỏ một xíu. Tại vì tay, những bàn tay trung bình nè, có thể cầm vừa, và những bàn tay nhỏ cầm cũng ok luôn, nhưng mà tay lớn một chút xíu thì sẽ có cảm giác hơi bị thiếu thiếu á, và các bạn sẽ không cầm palm được. Và nhìn chung thì thật ra con này từ đầu đến cuối, ngay cả hiệu năng cũng như là ngoại hình, nó cũng không có khác gì với cái con G102 màu đen bình thường hết á. Chỉ là nó chỉ khác một xíu về phần ngoại hình, có nghĩa là màu sắc của nó nè. Và không biết thế nào nhưng mà cảm giác của mình khi mà chạm vào nó có vẻ như chất liệu của nó đã được tùy biến lại hay là sao đó, nên là mình có cảm giác rất là khác kìa. Ngay cả khi như vậy thì bởi vì con này có thiết kế là nó màu trắng, nên là các bạn sẽ có cảm giác như là nó sang trọng hơn nè. Rồi thiết kế cũng như là mọi thứ nó đều bắt mắt hơn rất nhiều. Chỉ có một điều mình không thích ở con này thôi, đó chính là dây của nó. Thì thật ra những cái con G102 nó giống nhau thôi. Mình sử dụng cái con màu đen kia cũng như con màu trắng này nó cũng vậy à. Lúc mà mình cắm vào và mình xài á, mình phải điều chỉnh một chút xíu cho dây nó bớt chì thì mình mới hoạt động tốt được. Thì mình đã vừa giới thiệu một số thông tin về con G102 White Edition này. Thì chúng ta hãy tiếp tục tới với con bàn phím Era EK387 Pro phiên bản Cherry Sweet nha. Thì thật ra anh Tiến, trước đây các bạn, nếu bạn nào mà coi GVN nhiều á, thì các bạn đã biết là anh Tiến đã từng làm về cái con EK387 Pro này rồi. Nhưng mà đó là phiên bản Quick Otemu thì phải, Otemu ấy. Thì đây là phiên bản Cherry nên nó có thể là mắc hơn một chút xíu so với phiên bản mà anh Tiến đã làm. Và những bạn nào muốn xem về con bàn phím đó cũng như là chi tiết hơn về con EK387 á, thì link video mình sẽ để ở phía dưới nhé. Và bên này là sẽ là một số thông tin về cái con EK387 Pro phiên bản Cherry Sweet này. Nếu để nói về EK387 Pro ấy, thì hồi trước theo mình nhớ là anh Tiến đã review con đó thì nó có mức giá khá là tốt, và phiên bản Sweet đó là Sweet Otemu, nhưng mà đây là phiên bản Cherry Sweet nên là nó có hiệu năng cũng khác, cũng như là nó mang lại cho các bạn cảm giác an toàn hơn, đúng không? Thì cái Cherry Sweet vốn đã là một trong những cái hãng làm Sweet khá là nổi tiếng rồi, và hiệu năng của nó cũng đã được rất là nhiều các hãng làm gear lớn trên thế giới công nhận. Thì một con bàn phím với mức giá như vậy và sử dụng Cherry Sweet thì thật sự rất là tốt rồi. Và một số thông tin về ngoại hình của con này, ví dụ như là kích thước của nó là thiết kế theo kiểu TKL đó, nên là nó sẽ không có numpad, có thể là sẽ hơi bất tiện cho những bạn nào mà đã sử dụng, thích sử dụng bàn phím mà có numpad rồi á. Ngoài ra thì con này cũng không có LED, không thể nào mà thắp sáng màn đêm mỗi khi bạn về nhà được. Nhưng mà đổi lại thì nó sẽ giảm được cái nguồn điện mà nó sử dụng, cũng như là giảm được giá thành xuống. Và cũng có một điểm hơi si đao mà mình không thích ở cái con này là cái dây của nó hơi ngắn. Có nghĩa thật ra là dây của nó là dây hình xoắn ốc ấy, giống như là dây điện thoại ấy. Khi mà bạn kéo giãn ra dần dần nó sẽ dài ra thôi, nhưng mà lúc mà mình vừa mới xài cái dây nó khá là ngắn, cũng chắc tầm chưa được mét như đây à. Thì khi mà mình cắm vào trong máy và mình cắm xuống cái CPU á, nó cứ hay bị giật lên á. Và mình mỗi lần mà mình đang chơi, khi mà mình giật lên là mình sẽ bị ngắt kết nối cái bàn phím, nên đâu có sử dụng được đâu, nên mình rất là khó chịu phần đó. Nhưng mà khi các bạn xài quen rồi, các bạn kéo giãn ra thì nó sẽ bình thường thôi.
Thì tại sao mình lại chọn combo gear này để giới thiệu cho các bạn? Tại vì đây là một cái combo gear mà những cái thành phần của nó, ví dụ như con chuột G102 cũng như là ERA EK387 Pro mà phiên bản Cherry, nó rất là tốt. Và ngoài ra giá thành nó cũng không có cao nữa. Khi mà các bạn sử dụng, các bạn sẽ cảm nhận được. Bởi vì những bạn mà không có hầu bao rủng rỉnh á, mà các bạn cần ví dụ như cần một con chuột tốt hay là cần một con bàn phím tốt để mà chơi hạt, thì đây chắc chắn là một lựa chọn tốt của các bạn. Và để chứng minh cho điều đó thì mình đã chơi rất là nhiều game bằng hai con này. Và bây giờ, ngay bây giờ mình sẽ test cho các bạn coi thử nhé. Và đây là combo gear giá rẻ mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Các bạn có thích hay không? Hãy comment ý kiến của các bạn cho mình biết nữa nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.